À, nay được lì xì ít quá, qua quá trời tiền lì xì. Nay được ít tiền lì xì quá, buồn ghê. Hành tiếp. Nghe bố ơi. Đang làm. Ăn rồi. Cách nào làm cho nó mẹ đeo hồ nó không có sóng dây không trời. Phone nó sóng dây bực mình. Sóng 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 biết thì. Chuẩn. Thằng Châu nó ngu lắm. Hai thằng mất lát. Âm mưu cái gì đấy? Thấy ghê không? Nhảy vô xin giao tính giết xin giao tôi kéo lại cái là xin giao thông chết mà liền. Tính giết xin giao đâu có được. Tôi kéo lại cái đâu có đánh được.
Rồi luôn, nát bét luôn. Nhắc búa lên bữa luôn, cần gì xoay xiếc gì cho nó mệt. Cầm có Ari rồi. Win rồi còn đâu? Là nào cũng đu còn rùng lửa nữa chứ. Chết đi. Về về rồi, làm gì về rồi, lên hoài thấy ghét. Thấy cái đấy không được hồi máu là thấy chết rồi. Thì xếp tiền đấy, không ngu đâu. Chết thôi, em có thua được đâu. Quên mẻ rồi, chơi gì nữa. Hái, combo hái. Never retreat. Ah.
Slain. Nó quay tay nó hồi rồi, kéo lại được quả đấy là nó chết rồi. Quả đấy không kéo được. Ôi gì nghịch đi biết không, cái phải mày có trong hoa nghịch đi. Đéo nghịch thoải mái, win mẹ rồi. Cái phải đi về đó, đánh kết thúc lập đéo đi. Giết đường rác là được rồi, vui rồi. Trả thù, trả thù. Ăn đi sợ gì? Nó vô xiên nó luôn. Xiên nó luôn. Tối. Xiên nó chạy ấy, ông sợ đéo đó. Cần hai lương đi. Hello. Quá trà kiều. Này thì tuổi này. Rest.
Chửi quá, thích nhất chơi game mà chửi quá. Ôi đẹp đẹp. Rồi con này cầm Ari không ngon, cầm kiểu cấu cấu máu được chứ không ngon, cầm sốc điện thì thôi.